Chào tất cả anh chị em cô bác, hôm nay mình sẽ thông báo cho anh chị em cô bác một cái tin về app GP nha anh chị em cô bác. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 mà app GP mình đã đủ điều kiện hết trơn mà sao app GP nó không tăng lên level nha anh em. Nó sáng nay mình ngủ thức dậy thì nó thấy nó lên được cái một đồng GP, nó tặng ở đâu mình cũng không hiểu luôn. Anh em chị em cô bác bằng chứng cho mình coi nha. Mình đủ điều kiện hết trơn. Anh em cô bác chờ chút nha. Nè, mình đăng cái ảnh thì ảnh mình chụp nè. Gần 200-300 like mà cần cái chục bức ảnh luôn. Vậy mà không lên level. Anh chị em cô bác nào mà chưa chơi thì đừng có chơi nha anh chị em cô bác. Còn ai mà lỡ có đã chơi rồi thì nên giữ app đi. Cứ khoảng tới bữa mùng 7, mùng 8 nếu mà anh chị em cô bác đủ điều kiện mà không đủ không lên level thì mình hãy xóa app nha. Mình giờ fan hãy xóa nha. Ai mà có lỡ chơi rồi á thì cứ tương tác bình thường đi. Tại vì mình cũng đã quá trời nhọc công với cái app này rồi. Nên anh chị em cô bác, mình cho anh chị em cô bác coi nè. Mình cũng thức khuya thức hôm mình follow với anh em nè. Người theo dõi được 15 bạn bè và được 13 người bạn bè nè. Một tin thiệt là đáng buồn. Mẹ nó sờ bám quá anh em. Anh em nào có lỡ chơi mình giới thiệu cho anh em á thì mong anh em cũng bỏ qua cho mình. Tại vì thằng Zippy này nó lừa đảo chứ mình không có lừa đảo. Anh em anh chị em cô bác thì cứ để là gán vài bữa nữa đi. Mai nữa là trực tiếp sổ số trao giải với Zippy đó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cô bác chơi một app Kiki Team. App này mình đăng ảnh kiếm tiền nha anh chị em cô bác. Mình sẽ hướng dẫn app này mình chơi lâu dài là uy tín lắm anh chị các em cô bác. Đầu tiên thì link hướng dẫn thì em có để và link tải mình cũng có ấy luôn. Anh em đăng ký một cái tài khoản là vô giao diện chính của nó gì nè anh chị em cô bác. Mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em được cho anh cho các bạn luôn. Nè anh chị em cô bác, cái này có từng cấp nha. Mà anh em đăng từ 5 bài đến 6 bài thì được cấp đồng nè, lên từ từ nè. 25 bài tới 50 bài thì được lên bạc vậy đó. Chừng nào mà lên đây là tới siêu sáng tạo nè. Là tới đó tiền mình nhiều lắm nè anh em. Ai chưa tải app thì app này tải chơi đi, mình sẽ hướng dẫn anh em cô bác đăng luôn. Anh em bấm vào dấu gạch bên cái nón nè. Anh em bấm vào vô cộng. Rồi anh em ghi tiêu đề, mô tả nhớ anh em ghi càng nhiều càng tốt nha. Từ 2-3-4 từ cũng được nữa. Hoặc copy bên cái link đường nhạc này nọ đồ anh em dán vào cho nhiều chữ vô nha. Rồi anh em gắn ảnh vô. Rồi anh em post là có tiền nha anh em. Còn anh em nào muốn follow thì lên chữ fanpage nè, anh em gõ vô là quyền qua nha. Liên hướng dẫn và liên ấy mình cũng hướng dẫn cho anh em rồi, mình thông báo cho anh em thôi. Mình mới đăng có qua nay mình được 6 đô rồi. Gần 6 đô rồi. Mà trước khi tải app nó tặng cho mình 5 đô nha anh em. Em coi thứ này thôi. Follow với người này kìa. Ứng dụng này là ứng dụng trực tuyến nha anh em đăng. Nè. Người này đăng được 0.1 đô nè. 0.1 đô nè. Để mình thoát ra. Anh em đăng một bức ảnh là được đô đó anh em. Nếu mà có được follow thì được đô anh em. Nè, người này được 0.32 nè. 0.1 follow nè. Chu Thị Sưng nè.
Follow đó. Nè anh em, bức ảnh này du lịch miền Tây bắt 2 được 1 đô nè. Anh em được 50 follow là được 1 đô anh em. App này nè. Được 50 follow là được 1 đô. Anh em đăng đi. Nè, được 1 đô, bức ảnh này được 1 đô nữa nè anh em. Thấy dễ ngon, dễ ăn không? Không phải 1 đô nè. Không phải 3 đô nè. Không phải 1 nè. Anh em nào chưa có tài khoản PayPal thì cứ chấm đăng ký kênh và chấm một cái, mình sẽ đưa link cho hướng dẫn anh em đăng ký PayPal. Mình đăng ký PayPal rút về tài khoản PayPal rồi mình chuyển tiền về tài khoản ngân hàng mình, hoặc mình không chuyển tiền ngân hàng thì mình bán đổi lấy thẻ cào, hoặc là mình giao dịch qua Momo anh em. Rất là dễ. Nay mình có đôi lời mình nói với anh em vậy thôi. Chúc anh em kiếm thật là nhiều tiền trên cái app Kiki Thêm này. Anh em không có 63 đâu anh em. Còn mình thì rất là chia buồn với cái app Zippy anh em. Mình rất tốn thời gian nhiều, gần 3 tháng nay mình cài nữa mà không chẳng được cái gì hết trơn. Mình coi như đó là như trò chơi để chúng mình ăn 10 triệu đi. Thật, mình thật là đáng buồn. Quá mất thời gian của mình luôn anh em ơi. Mình đi làm mình cũng không làm luôn, mình bỏ, mình chơi. Mình sẽ hướng dẫn anh em rút tiền nữa anh em. Chừng nào anh em đủ 75 đô thì anh em qua chơi content nè. À, anh em rút về quay PayPal của mình nè. Hoặc anh em bấm vào chữ How do you code the money in on Kiki nè, câu hỏi nè. Rồi anh em nhấp vào cái phần dấu gạch nó nè. Nè, anh em thanh toán qua PayPal nè, Bitcoin nè. Wesmum nè. Thẻ Visa debit nè, Google Pay nè. Nhiều phương thức thanh toán lắm anh em. Video của mình đến đây cũng tạm dừng. Nếu anh em nào thấy có hay thì cho mình một like, còn không hay thì bỏ qua anh em. Chào tạm biệt tất cả các bạn thân yêu đang xem kênh của mình.